con phải cách ô ra một ô, nghe chưa? Dạ. Trời ơi, trời, qua đây cái bài nói này, nghe nghe chưa? Đi qua đây. Chị ơi, chị. Con ngồi chị im ơi. Chứ. Chị hai. Con ngồi im đây nè, để mẹ chỉ. Mẹ chỉ cho chị đây nè. Đây nè. Đây là con phải một bài này con tới ra đây dấu bằng thấy không? 1 cộng 2 bằng mấy? 4. 1 cộng 2. 1 cộng 2. Con lấy tay con tính coi. 1. Con lấy có 2 ngón tay. 1 cộng 2 con mẹ. Con thêm 1 ngón nữa là mấy? 1 2 3. 3. Có đúng không? Bằng 3 nữa nè. Rồi bắt đầu con cộng thêm 1 nữa là con bằng mấy? Bằng 4. Nè. Đó, có đúng không? Rồi con viết số 4 đây con phải là cái này là con phải cắt ô ra chứ nha. Con sợ thiếu dở. Thiếu dở ra đây còn dư nè. Lấy chữ ngoặc lại đây. Cái này là mất trật được có 20. Ăn hết 2.000 hết ổ bánh mì. Rồi còn 18. Vậy sao ăn sáng trưa không ăn cơm trưa? Ăn thì được rồi đó, nhưng mà ăn là lấy gì con học, lớp thì viết, lớp thì tập, lớp thì gạo thóc, tùm lum hết trơn. Thì sao ăn? Anh ăn anh uống không có vô. Dạ, dạ. Đi ăn mặn lấy sức thằng mặn nuôi con chứ dạ. Đi bán không ăn mấy đói thì sao? Đi về nhà ăn, con ngủ cũng được, bây giờ tối rồi, phải không? Mấy con ngủ, đặng sáng đi học, nghe chưa? Dạ. 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 Con đi ngủ đi. Nè. Dạ. Rồi con dẹp cái vé số cho cha đi ha. Rồi lên giường ngủ hay chưa? Dạ. Mẹ ơi, để lên cho lá này cho con nha. Thôi hả, cắt lên ăn ngủ, ngủ con. Đi ông bơi đi học con. Mẹ cho ông đi. Con để cho con ôm. Rồi hả, dẹp cặp vở đi rồi dẹp đèn cho con. Con giả nè, giả nằm ngủ ha. Dạ. Ngủ mày quá cường ra. Dạ con ơi, bưng cái đèn dẹp rồi con. Dạ. Con này con của gà con rồi con. Dạ. Rồi con lên sắp gói rồi ra đây con. Ê để con. Dạ hả. Cái này gói của con. Anh lấy gói của anh hả? Ừ. Nè, cho con lên giường con ngủ ha. Dạ. Đi ngủ. Mẹ. Con ngủ đi. Ngủ nha, chưa ăn sáng này học. Dạ. Con tắn mùng ra mấy tông đi con. Dạ. Trời. Đang ngủ luôn hả? Con tắn mùng đây, ra phụ giúp cho anh tay lấy gói lên nè. Tại vì sớm học bài. Nhà đi ngủ sớm sáng mai còn đi học nha. Không đưa rồi mày. Mấy giờ con đã dậy đi học? 5 giờ con dậy con làm cái gì? Đi học, dậy đi học, đi xúc miệng rửa mặt đi học, ăn cơm chứ mày. Ơi, rồi nằm xuống ngủ rồi. Ơi, chở con thôi, đi ngủ đi. Rồi nằm xuống đàng hoàng nha. Dạ. Ơi, sao anh lên dành cho của em? Tránh ra chỗ của em đi con. Dạ. Con ra miếng ngoài. Rồi chỗ của em để em nằm hết chưa? Mày với mày. Con ra ngoài đây. Con gà con gì đâu mà nó mặn lớn quá. Nhắm mắt rồi.